Xin chào tất cả mọi người, mình là Tuấn Trần. Trước đây khi mà Tuấn chưa làm nghệ thuật, Tuấn không biết cảm giác nổi tiếng như thế nào. Bắt đầu làm nghệ thuật rồi, có một chút hình ảnh rồi, đi ra ngoài đường mọi người kiểu ôi Tuấn này, Tuấn này, Tuấn kia. Mình rất là thích. Đặc biệt hơn nữa là mình làm gia đình của mình cảm thấy rất là hài lòng vì mình. Cho nên bạn hãy thử sức, biết đâu trong tương lai bạn sẽ là người nổi tiếng thì sao. Nếu như mà bạn muốn trở thành nổi tiếng, bạn hãy đến với The Icon Search. Là một chương trình tìm kiếm tài năng quy mô và uy tín nhất hiện nay. Chỉ cần quay một clip từ 3 tới 15 phút, show hết tài năng của các bạn cho chúng tôi xem, biết đâu sẽ nổi tiếng. Tuấn rất mong được gặp tất cả các bạn. Tham gia The Icon Search ngay để trở thành đồng nghiệp của Tuấn Trần. Gửi clip ngay, nổi tiếng sau một ngày. The Icon Search. The Icon Search 2019. Đăng ký tại trang web vion.vn hoặc ứng dụng Vion trên điện thoại. Video clip của bạn sẽ được đăng tải trên kênh YouTube và Facebook VCasting. Download ứng dụng Vion để tham gia ngay VI Concert 2019.